Trong suốt quãng đời học sinh, hầu như ai chẳng có lần mong chờ tiếng trống vang lên báo hiệu buổi ra chơi, báo giờ tan học. Đặc biệt, với những tiết học không phải môn tủ, khô khan, khó nhằn thì tiếng trống đúng là cứu giúp tinh của các cô cậu học trò. Tuy nhiên, dù không thích hay thích thì một tiết học vẫn kéo dài 45 phút. Chẳng thể nào thay đổi được điều này thì các em học sinh ở trường trung học phổ thông nọ đã nghĩ ra cách hài hước hơn để khiến tiết học trôi qua nhẹ nhàng, nhanh chóng. Đó chính là treo hẳn 3 chiếc đồng hồ trong lớp. Mới đây, một cậu học sinh đã đăng tải lên hình ảnh về lớp học của mình khiến nhiều người có phần bất ngờ. Bởi lẽ, thay vì treo một chiếc đồng hồ như bình thường, lớp học này lại chịu chơi, treo hẳn 3 chiếc. Mà đáng xem xét, mỗi đồng hồ lại chỉ một thời điểm khác biệt khiến dân mạng chẳng biết cái nào đúng, cái nào sai. Lớp học treo 3 chiếc đồng hồ, mỗi chiếc chạy một kiểu khiến dân mạng không biết đâu mà lần. Rất nhiều người tò mò về hành động này. Và không phải để mọi người chờ đợi, chính chủ đã báo cáo tiết lộ mục đích sâu xa phía sau khiến ai nấy phì cười, treo 3 cái đồng hồ, một cái phía sau thầy chạy đúng, một cái dặn sát giờ tan học ca sáng, một cái sát giờ tan học ca chiều. Nhìn thế để lấy động lực học. Với lời giảng nghĩa này thì ai nấy cũng bó tay. Một số hài hước bình luận. Đến chịu. Ha ha, lúc nào cũng chăm chăm nhìn cái đồng hồ thôi. Có mục đích cả. Chưa bao giờ áp dụng. Nghe rất vô lý nhưng cũng khá thuyết phục. Động lực học thỉnh thoảng đơn giản chỉ thế này thôi. Đây gọi là hiệu ứng tấn công lừa não bộ để tiết học trôi qua một cách nhẹ nhàng hơn ha ha. Để hôm nào thử xem. Đương nhiên, chẳng có một chứng minh khoa học nào chỉ ra rằng việc chỉnh đồng hồ sát giờ tan học sẽ khiến học sinh có động lực học hơn cả. Chẳng qua đây chỉ là chiêu trò của hội nhất quỷ, nhì ma mà thôi. Dù thế, bài đăng này vẫn đang lôi cuốn sự xem xét của đông đảo dân mạng.